Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Phương Kenny nha. Hôm nay Phương có qua trại gà nên sẵn quay video cho mọi người cùng xem luôn. Hello, hello. Chào anh Bình. Em cỏ qua. Đi qua thăm anh lâu quá nhớ. Để xem đây rồi nè. Cắn không? Ê, nhớ ba hả? Nhớ ba hả? Ê. Ủa sao mắt nó bị sao vậy anh? À. Đưa mọi người ra xem mấy con bọ luôn nha. Cái này là khu ấp gà của ông anh mình. Ở bên anh có bao nhiêu loại gà anh? 18 loại. Lát nữa anh dắt em đi xem quanh hết mấy loại gà của anh ha. Ha. Ok. Rảnh không? Lên mở cho mọi người cùng xem. Này trứng cút. Này là cút Thái, này là cút Nhật. Còn này. Này là gà đó, ấp nó tính theo từng ngày nè. Wow, bên đây nhiều máy ấp quá ha. Full hết à, đầy hết à. Ghê. Đây mọi người ạ, đây là cái chỗ cái khu ấp gà của ảnh nha. Cái này nữa là mai nở là mình đem qua đây. À. Mai nữa hả? Ừ. Có trứng nó sắp nở rồi không? Quá trời luôn, cút gì cút này nhỏ xíu anh. Em đi cái buổi này hơi tối đúng không? Gà đầu tiên coi được mà. Được mà nó dữ lắm. Nó dữ lắm, nó đá thì nó đá. Gà Ba Lan. Trống nó dữ lắm. Giờ nó kiếm chuyện nó đá rồi, kiếm nó đá rồi. Cưng quá. Ở dưới đây là gà. Gà này xuất xứ từ nước nào anh? Ba Lan. Ba Lan hả? Tên Ba Lan là Ba Lan. Vậy là tên Ba Lan xuất xứ từ Ba Lan luôn. Ừ. Ồ. Anh nuôi được nhiều con này gà này không? Nhiều, gà này nhiều. Này là hươu mông Thái hả? Ừ. Này là thịt đen xương đen. Ồ. Thùi lùi á. Cưng quá. Đây là te Thái. Te Thái có nhiều màu lắm. Ồ, đẹp quá. Tám bông hả? Con đó con mồng dài nó không trống, hai con kia con mái đúng không? Đúng rồi. Đây là cặp gà Quý Phi. Lát em dịm ráp lại. Ở đây là cặp gà Quý Phi nha, nhưng mà hai con trống mái đều không có thấy đường hết. Đây là gà Quý Phi của con nó bị sao anh? Hai con này không thấy đường hết từ nhỏ tới lớn. À nó bị mù hả? Ừ, nó không thấy đường thấy không? À, nó không thấy đường gì hết á. Cặp này là cặp bị mù nhá. Nhưng mà nó đẻ vẫn tốt, nó vẫn có cò, vẫn nở con bình thường. Gà Quý Phi. Này đâu có thấy đường đâu, này đâu có thấy gì đâu nè không? Tội ha. Trống mái thì không thấy gì hết á. Không thấy gì trơn. Nó bị mù hết nha mọi người. Dễ thương lắm, tội lắm. Gà này gà gì? Cochin. Gà Cochin á. Gà Cochin lông ngược lông xuôi á. Cochin hả? Gà Cochin hả? Ừ. Gà này anh có được nhiều không? Nhiều. Gà này anh nhập ở nước nào anh? Gà này xuất xứ từ nước nào? Nhập ở Malaysia. À Malaysia. Để mọi người. Nhưng mà nó của Anh Quốc. Hả? Nó của Anh Quốc hả? Đó hai phần là gà của Anh. À. Đây là trại gà của ông anh mình nhé. Đây là gà Indo, gà mặt quỷ. Xuất xứ Indo. xuất xứ Indo. Giới thiệu mọi người đây là trại gà của anh Hưng Tơ Nguyễn nha, là của anh mình ở sát nhà mình luôn. Mình đi qua mình quay giới thiệu cho mọi người xem thôi. Nếu mà ai cần mua thì liên hệ với ảnh. Ảnh sĩ lẻ luôn anh. Sĩ lẻ luôn nha, các dòng gà luôn nha. Cái này là gà sâu gơ nha, gà vũ nữ. Cái cổ cưng đó hả? Cái cổ nó không có lông luôn anh. Đúng rồi. Đây. Cái này là cái gì? Này là Benkin chấm trắng á. À, Benkin. Gà này là Benkin nha mọi người. Đây là khu ấp gà con nha mọi người. Gà con giờ này nhá nhem tối rồi á, mình đi qua hơi trễ á, đi công việc gì đi qua hơi trễ á, nên giờ quay video nó không được đẹp lắm, mong mọi người thông cảm. Đây là chim cút, cút kiểng ha. Cút này cút kiểng, bên đây cút màu trắng không ha, đẹp ha. Cút này cút con mới nở nha mọi người, nở mới được lâu rồi. Một tuần rồi đấy. Đây là cút 1 ngày tuổi mới nở luôn. Cưng quá. Mới nở sáng giờ. Gà này gà lông thỏ nha mọi người. Tên gì? Tên là si khay. Si khay. Si khay. Như cặp này là mấy tháng tuổi rồi anh? Đang đẻ. Đang đẻ hả? Cưng quá. Đẻ được lứa. Đây. Cặp này là cặp giống hồi nãy đúng không? Đúng rồi. Cặp này cặp gì? Benkin Cochin. À, Benkin. Anh đang cho lai màu mới nha. Là màu vàng đó đúng không? Ba thì mình gáp 3 màu nữa, muốn ra gì nữa ra, ra nhiều màu lắm. Ra được nhiều màu lắm. Cái gà này nhiều màu lắm à? Ồ, nhiều lắm. Đây là cặp si khay nha. Rồi, xin giới thiệu mọi người đây là dòng gà Thái luồng nha mọi người. Cái màu này là màu chuối tuyết, màu hot nhất hiện nay luôn. Đây, mình xin giờ đến đây mình cũng xin kết thúc video clip tại đây luôn nha mọi người. Tại vì mình qua trời hơi tối, nhá nhem tối rồi, giờ cũng hơn 6 giờ tối rồi á. Nên cái video mình quay nó không được sáng lắm. Xin mọi người thông cảm. Lần sau mình qua trại nữa mình sẽ quay nhiều video hơn để cho mọi người xem. Mọi người xem có thích video của Phương thì cho Phương xin 1 nút đăng ký, 1 nút chia sẻ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người thích gà hay là có muốn mua gà hay gì thì inbox thẳng với Phương nha. Địa chỉ thì Phương ở dưới để ở cuối video. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào tất cả mọi người.